Em có cái bộ chuyển loa của Isoc các anh nhá. Đây là thương hiệu của Anh. Đây, logo Isoc đây. Vỏ bằng nhựa các anh ạ. Ở đây thì rằng là bộ chuyển ra hai loa. Đấy, các anh có thể thấy là họ đặt là hi-fi hoặc là TV. Thật ra tức rằng là nó chỉ là cái tên gọi thôi nhá. Đó. Left right là của hai vế. Nếu mà muốn chuyển sang loa hi-fi thì loa một đi thì là ấn cùng lên trên, còn chuyển loa dưới thì là ấn cùng bên dưới, hoặc là muốn loa nọ loa kia, chiếc nọ chiếc kia thì có thể ấn cái trên cái dưới, còn ở giữa thì là sẽ là không kêu đó. Ở quay phía đằng sau cho các anh nhìn, size nhìn cũng bày biện cũng khá là đẹp và khá là to, khá là dày. Speaker tức rằng là nối vào âm ly nhá. Đó, và ra loa 1 và loa 2. Đây em nói thế để cho dễ hiểu. Còn cái XX này thì hiện tại là đang là đừng chờ, tức là nó không đấu ở đâu cả, thì tùy vào cái nhu cầu sử dụng. Muốn đấu bên trong như thế nào thì ta có thể đấu theo cái nhu cầu nhá. Đấy. Nói chung khá là đơn giản thôi, dùng đút dây cũng như là vặn vít. Nếu mà muốn chuyển ra bắp chuối thì mua thêm cái cọc của bắp chuối, xong rồi cho một đoạn dây nó thò ra một đoạn ngắn ngắn này. Rồi đấy đấu vào là xong thôi. Nói chung là cũng khá là dễ. Khá là tiện lợi và là hàng xịn chuẩn các anh nhé. Chuẩn xịn hãng. Các anh yên tâm chơi và trải nghiệm dùng. Kể cả những cái dây đi bên trong của nó cũng toàn là những cái dây rất là tốt, rất là chất lượng. Chuẩn chỉ từ những cái mối hàn. Đây là hàng chuẩn xịn chứ không phải là do hàng DIY các anh nhé. Đó, các anh lưu ý một điều như vậy. Đó. Cục này thì em bán giá thành rất là hợp lý thôi. Anh em chơi thì em để chia sẻ anh em với cái giá là 900 nghìn nhá. Giá này cũng không mặc cả. Các anh cần thì các anh chơi. Giá rất rẻ cho một bộ chuyển rồi. Cảm ơn các anh quan tâm nhá. Xin chào, hẹn gặp lại.